chào mừng cả nhà YouTube nha, đã quay trở lại kênh YouTube Em Hường Máy Hàn. Lời đầu tiên thì em cũng xin chúc cả nhà một buổi tối nè xem video thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và luôn may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Thật là tuyệt vời là hôm nay là sau một kỳ nghỉ lễ thì kênh của em thì đã được sự ủng hộ của cả nhà mình rất là nhiệt tình, cho nên hôm nay vừa qua lễ là em đã đi tới 200 đơn nha cả nhà. Sáng nay đã đi 100 đơn rồi và hiện tại đang đóng khoảng 100 đơn để chuẩn bị bàn giao tới tay cả nhà mình nha. Đó là em bút bưu điện, chưa kể những đơn mà em đã đi trong thành phố và Bình Dương, những tỉnh gần đây nha cả nhà. Cho nên là em cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã luôn ủng hộ và yêu thương và luôn ủng hộ em trong suốt thời gian vừa qua nha cả nhà nha. Và đây, đơn của em đi rất là nhiều ha. Rất là nhiều nha cả nhà, sáng nay là em đi một chuyến rồi đó. Và đây là chuyến thứ hai nè cả nhà. Đây là máy lắp 272 cao nha. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Ở lắp này là 9 máy nè cả nhà. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 22. Ngoài đây là 22 đơn nha cả nhà nha. Chuyên phẩm máy hàng tất cả. Cô B 272 k nè cả nhà. Khi trước khi mà đi hàng thì em thường đóng gói cẩn thận như thế này nè. Thì em mới giao tới nơi cho cả nhà mình luôn. Mẫu này
này nó có một đặc điểm là có ốp trước nè, ốp sau nè, bảo vệ máy và cách điện luôn. Cho cả nhà mình thì cực kỳ là ok nha cả nhà. Và đây trên mỗi máy hàng của BMW đều có tem mã vạch của công ty đầy đủ, cho nên cả nhà mình yên tâm nha. Và cái cuộn hàng em sẽ lắp sẵn vào máy cho cả nhà mình luôn. Cuộn này á, là chính hãng của Kobe luôn nha cả nhà, chính hãng của Kobe luôn nha. Đó, cho nên là khi đi thì cả nhà mình yên tâm. Rồi đó, cả nhà mình thấy chưa, đơn đi rất là nhiều nha. Ngoài máy hàng cũng vẫn 272 nè, 272K, 272 Pro, đơn đi rất là nhiều, cho nên cả nhà mình yên tâm nha. Được sự tin dùng và ủng hộ của cả nhà mình rất là nhiều, cho nên là em thường mới đóng đơn đi nhiều như thế này. Mẫu Pro mấy anh ủng hộ cũng khá là nhiều nha. Và đây là máy hàng que nè cả nhà. Máy hàng que của Kobe dòng ADC 200 Mini Pro. Mẫu này thì bên em đang sale cũng rất là rẻ nha cả nhà nha. 1.190.000 là em bao ship tới nơi luôn. Mẫu này nó có dây đeo và em của Hường cũng đã từng test máy rất là nhiều rồi. Cho nên là, và dòng này cũng là máy hàng que nè, Kobe Super 220. Đó. Dòng này là cũng là máy hàng que đời mới nhất của Kobe luôn. Mẫu này cũng bán chạy nhất hiện nay luôn nha cả nhà nha. Đó, rất là nhiều máy hàng que, máy hàng mít, máy xịt rửa xe rất là nhiều. Cho nên là ở đây rất là ồn. Nếu mà cả nhà mình mà em sẽ test lại những cái mẫu này, sẽ lên video là test kỹ lại để cho cả nhà mình có thể tham khảo được kỹ hơn. Em sẽ review cái máy đó chi tiết kỹ hơn nha cả nhà. Mình xem là cùng hàng khi mà đi á, là em thường đã lắp sẵn vào trong máy luôn rồi cả nhà. Lắp sẵn bóng băng keo kỹ lại để khi đi dây nó khỏi tuôn cho cả nhà mình luôn. Thì khi mà ra tới nơi thì cả nhà mình chỉ có lắp cái dây súng vào thôi nha. Đó là khi đi là em đã lắp sẵn cho cả nhà mình rồi. Chút xíu em sẽ hướng dẫn lắp dây nha. Và khi cái cuộn mà em tặng kèm cho cả nhà mình là cái cuộn Kobe như thế này nè cả nhà. Cả nhà mình thấy không? Hàng của hãng Kobe em tặng cho cả nhà mình nè. Máy Kobe, tặng cuộn hàng Kobe, tặng luôn kính của Kobe, cùng một hãng hết, cho nên cả nhà mình xài cực kỳ yên tâm, cực kỳ là bền nha. Có hai loại dây 0.8 và 1 ly, và em tặng luôn dây 1 ly chính hãng của Kobe, hàng được sắt nè, kẽm nè, inox nè, và mối hàng cực kỳ đảm bảo, cực kỳ là chắc cho cả nhà mình luôn nếu mình sử dụng cùng hãng cùng dây nha cả nhà nha. Rồi ha. Đó. Rồi, và bây giờ em sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình là sau khi nhận máy, cả nhà mình chui kiểm tra phụ kiện xong hết rồi. Thì bây giờ cái cuộn hàng thì em Hường cũng đã lắp sẵn rồi. Thì bây giờ khi mà máy tới thì cả nhà mình chỉ có tháo băng keo nè. Tháo băng hết băng keo ra giùm em Hường nha. Đó, đó, em tháo hết băng keo ra ha. Rồi, xong rồi ha. Rồi, và bây giờ cả nhà mình ghi chú nè, sau khi tháo băng keo ra, mình gạt cái cần này xuống nè. Cả nhà thấy không? Rồi mình nhấc cái miếng đen kế bên này lên. Nói chung là em Mường đã lắp dây sẵn nè, lắp vào rãnh sẵn hết cho cả nhà mình rồi. Và sau đó mình sẽ cầm cái sợi dây này cả nhà. Cây tay trái cả nhà mình vịn cuộn hàng cho chắc giùm em nha. Tay phải nè, tại vì khi mình tháo ra thì dây nó cũng vừa buông một chút xíu nè cả nhà mình thấy không? Thì mình cầm chắc tay trái, tay phải cả nhà mình cầm cái sợi dây phía dưới nè, đẩy ra ngoài cho em. Đẩy ra ngoài đi ha, đẩy ra ngoài dư ra tầm 5-6cm hay 10 phân gì cũng được. Dư một khúc như thế này nè cả nhà. Rồi sau đó mình gạt cái cần này xuống nè. Mình nhấc cái miếng đen kế bên này lên nè, xiết sơ sơ lại giùm em một xíu nha. Rồi xong rồi ha. Cả nhà mình thấy đơn giản không? Rồi, khi mà dây nó dư ra ngoài nè cả nhà, cảm thấy mà dây nó cong quá thì cả nhà mình nhớ cắt giùm em một chút xíu là cái đầu cong như thế này nha. Đó, cắt bỏ đi nha cả nhà. Tại vì khi mà lỡ mà nó cong quá thì đi qua lò xo nó sẽ không có được ngọt á. Cho nên là cả nhà mình chịu khó cắt bỏ giùm em một phút ha. Rồi, và đây là sợi dây xuống mít này cả nhà. Rồi, và em sẽ hướng dẫn lắp dây xuống vô nha. Đó, rồi. Cái sợi dây xuống mít này cả nhà, nó có cái lỗ nè, cả nhà mình thấy không? Nó có cái lỗ này nè. Mình sẽ luồn dây vô cái lỗ này cho em. Đó, luồn vô. Và cả nhà mình nhìn nè, nó có một cái khớp nhô lên nè, cả nhà mình thấy kỹ không? Cái khớp nhô lên nè, đó. Rồi, ở đây nó cũng vậy, nó cũng có một cái khớp, cả nhà mình cứ cho nó vô khớp nha. Đó, đúng rồi, nghe cái cắt rồi đúng không? Rồi, cả nhà mình xiết theo chiều kia đồng hồ cho em. Đó, rồi, dây súng nó chắc rồi ha. Rồi, cái cọc kế bên nè, thì cái rãnh nó sẽ nằm trên.
cả nhà mình gắn vào cái cọc nhỏ màu bạc bạc kế bên giúp em. Xong rồi cả nhà mình cái chỗ này lưu ý giúp em nè, mình cầm cái con ốc phía trên nha cả nhà, mình xoay lại cho em nha, con ốc này nè, con ốc này nè cho cả nhà nha, em sẽ quay kỹ lại ha, con ốc này nè. Có nhiều anh không biết á, lại đi cầm cái khúc dưới này nè, xoay ra thì nó sẽ rớt cái sợi dây này đi, nói chung là cầm cái khớp này là không phải nha, mình cầm con ốc phía trên cho em, xiết lại rồi xong. Những điểm cần lưu ý em cũng lưu ý rồi ha. Rồi và bây giờ em sẽ cắm cái nguồn vào ổ điện nha. Rồi công tắc là nằm phía sau nè, cả nhà mình bật lên giúp em đó. Sau khi máy hoạt động bên ở với mặt này nè, mặt sau này là quạt tản nhiệt đầy đủ luôn nha. Rồi và đầu tiên cả nhà mình tăng cái nút ampe này lên hết cỡ cho em luôn, và mình cái công tắc này nè mình sẽ chuyển lên cái chế độ hàng mít nha cả nhà, chuyển lên đây nè, bật lên ha, hàng mít nha, và sợi dây xuống mít nè, cả nhà mình kéo thẳng cho em, đây à, càng thẳng càng tốt nha cả nhà. Nói chung là khi mà cả nhà mình nhận máy cứ cầm cái đầu này nè, kéo dài ra, càng thẳng là càng tốt nha cả nhà. Rồi sau đó thì cả nhà mình sẽ bóp cò nè. Cái cách thứ nhất cả nhà mình bóp cò thì bắt đầu dây nó sẽ chạy ra ngoài, cả mình thấy dây nó đang quay không đó. Còn cách thứ hai mình ấn nút đỏ bên trong đó, ấn giữ nút đỏ bên trong thì khi đó dây nó sẽ chạy nhanh ra ngoài luôn nha cả nhà nha, rất là đơn giản luôn ha. Rồi khi mà dây ra rồi thì bắt đầu mình sẽ hàn nha cả nhà. Rồi và bây giờ cả nhà mình sẽ bắt đầu cùng em hàn ha. Thì cái cọc còn lại thì cả nhà mình sẽ gắn cái kẹp mắt giúp em nha, vào cái cọc còn lại nha cả nhà. Rồi ha. Rồi đầu tiên thì em sẽ hàn trên sắt dày trước nha cả nhà, cùng em theo dõi hết video ha. Em hàn trên miếng sắt dày này đi ha. Rồi khi mà máy khi mà dây nó ra ngoài rồi á, thì khi mà hàn á cả nhà bắt đầu để nè, dây càng thẳng càng tốt nha cả nhà. Nếu mà cả nhà mình có cong thì cong hình chữ C, đừng có cong gập như thế này là dây nó sẽ không ra được nha cả nhà nha. Đó rồi, và mình sẽ để nè, xếp cái chụp khí xuống vật liệu hàn, cái chụp này chạm xuống vật liệu hàn luôn. Rồi mấy anh nghiêng giúp em một góc 45 độ và bắt đầu mình bóp cò. Cả nhà mình ghi chú là em phải bóp cò thì dây ra mới hàn như vậy đó. Máy rất là mạnh nha cả nhà mình xem nè, hàng sắt dày mở lủng luôn nè. Thôi bây giờ em giảm ampe xuống nha, tại cái này nó đang ampe nó quá là cao cả nhà, thì mình sẽ giảm ampe xuống. Cho nên siêu phẩm này á thì cả nhà mình rất là dễ xài, là mình hàng sắt dày mỏng thì cái nút tinh chỉnh này nè cả nhà mình sẽ giảm theo mà sắt dày và mỏng rồi, rất là ok nha. Đó em Hường sẽ hàng lại ha, để em đeo kính đi ha, đeo khẩu trang đeo kính vào. Cả nhà mình đừng quên đăng ký kênh nè, kênh Hường xin một lượt like, đăng ký và chia sẻ ủng hộ em để em có động lực em làm những video tiếp theo nha cả nhà. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn ha. Rồi đây, em Hường sẽ hàn lại nha. Wow, rất là mạnh nha cả nhà nha, cả nhà mình thấy không, mối hàng nè nó ăn rất là sâu nha, ngấu đỏ qua bên này luôn nè cả nhà. Đó cả nhà mình thấy không, mối hàng nè nó ngấu thấu thẩm thấu qua bên này luôn nha cả nhà. Cả nhà mình thấy nó ngấu chưa, ghê dạ ha, ha, ok chưa đó. Và bây giờ em Hường sẽ dùng cái búa gõ sỉ ha, đây tặng kèm cho cả nhà mình luôn đó, mình sẽ gõ nhẹ cái mối hàng này ra nè cả nhà. Đó cả nhà mình thấy mối hàng không, rất là ok nha, rất là ok luôn cả nhà ha. Máy nè, ngấu cực kỳ rồi, ngấu ở bên này luôn cả nhà mình thấy không, rất là sâu nha. Cho nên một bộ này là khi mà cả nhà mình mấy anh hàng xưởng thì cực kỳ là khỏe luôn. Rồi và một điều nữa là hàng trên sắt dày thì thật sự là cũng rất là dễ rồi cả nhà. Và cả nhà mình cùng em sẽ hàng trên hai miếng sắt thợt này, xem thử là có dễ hàng hay không nha cả nhà nha. Rất là ok ha. Em sẽ kẹp mắt vào đây, kẹp mắt này hơi to. Rồi em sẽ hàn trên hai miếng sắt hộp này nha. Rồi khi mà hàn sắt hộp thì cả nhà mình sẽ giảm cái ampe xuống giùm em ha, tùy theo tay nghề của cả nhà mình, nhưng mà em Hường thì thường là chắc ha 60-70 gì đó ha. Rồi
Rồi cùng em Hèn và đánh giá cái mối Hèn này nha cả nhà. Rồi tính là dính chắc luôn, chắc là chắc nha. Rồi bắt đầu em sẽ Hèn nè. Em giảm AME xuống xíu nữa ha. Wow, cả nhà mình cùng em kiểm tra cái mối Hèn nha. Chỉ có một lớp bụi thôi. Và bây giờ em Hường sẽ gõ nhẹ nè. Những cái lớp bụi này nó sẽ rớt hết nè cả nhà. Đó, từ từ nguội là nó sẽ rớt hết nha. Đây là cái mối Hèn mà em Hường chưa có vệ sinh khúc trên này nè cả nhà mình thấy không? Là hơi lửa hơi lớn cho nên nó sẽ em Hèn lại khúc dưới này nè. Và bây giờ cùng em gõ nè. Đó, cả nhà mình thấy không? À, wow, gõ tới đâu là cả nhà mình thấy mối Hèn chưa? Rất là sáng và em Hường chà nhẹ là miếng sắt rất là sạch nha. Rất là sáng và sạch bóng luôn á cả nhà, rất là đẹp nha. Trong cái đó em Hường không phải là thợ Hàn, mẫu mới đời mới của Kobe này thì hàng sắt mỏng là hợp là cực kỳ là dễ luôn. Cho dù là cả nhà mình không có tay nghề, không phải là thợ Hàn nha, ngay cả em Hường cũng không phải là thợ Hàn mà. Và đây em sẽ Hàn tiếp cái mặt bên đây xem thử là bộ này sẽ ok đến như thế nào nha cả nhà. Chỉ có một lớp bụi như thế này nè cả nhà. Và đây là những này là lớp bụi cả nhà mình thấy không? Chỉ là lớp bụi thôi. Và bây giờ em Hường sẽ gõ nè. Wow, cả nhà mình thấy không? Mối Hèn. Gõ tới đâu là mối Hèn rất là sáng nha cả nhà, rất là sáng mà ngấu sát vào vật liệu Hèn cả nhà mình thấy cực kỳ ok không? Đó, em không phải là thợ Hèn nha cả nhà nha. Nếu mà mấy anh là thợ Hèn thì mình Hèn rất là đẹp nha, không cần tay nghề gì hết trơn nha cả nhà. À, em Hường Hèn được thì em chắc chắn là cả nhà mình sẽ Hèn rất là dễ Hèn, cực kỳ là dễ luôn, không có cần tay nghề gì hết trơn á. Mẫu này đời mới thì mình Hèn sắt mỏng là bao la vô tư, sắt dày cũng ngấu rất là tốt. Nếu mà mấy anh đi công trình Hèn sắt dày nha, thời gian làm việc 7, 8, 9 tiếng, 10 tiếng một ngày là bình thường nha cả nhà. Đó ha. Rồi có nhiều anh hỏi em là bây giờ là Hèn trên một cái thanh inox liệu mà siêu phẩm này có Hèn được trên inox hay không. Đây là cái cây, cả nhà mình biết à, cái ống tròn này là cái cây mà xào đồ ở cả nhà em Hường cắt ra nè, nó dài lắm, em Hường cắt ra một khúc nè. Cái cây phơi đồ rất là mỏng nha cả nhà nè, cả nhà mình nghe gõ nghe tiếng là cũng thấy nó mỏng rồi ha. Và bây giờ em sẽ Hèn trên này xem thử là có lủng hay không nha. Đây em Hường sẽ Hèn trên bề mặt này nha cả nhà nha, bề mặt lén o thế này ha. Em Hường sẽ giảm AB xuống và sẽ Hèn trên bề mặt này nè. Rồi, và bắt đầu nha cả nhà nha. Cùng em theo dõi cho cả nhà mình để chứng minh cái này là inox á, thì em Hường sẽ dùng nam châm. Cả nhà mình thấy không? Hít nó không dính nè. Chỗ này nam châm hít cục sắt này là dính luôn ha. Đây, đó, dính cứ ngắt là sắt là dính ha. Sắt này em Hường mới Hèn nè. Đó, còn cái này là cục inox. Inox cho nên là hít nam châm không có dính nha cả nhà. Đó, và cùng em kiểm tra xem là có Hèn được hay không nha. Rồi rất là mỏng nha cả nhà, dưới 1 ly. Chắc cái này tầm khoảng 3-4 viên gì đó thôi à. Và em sẽ Hèn nha. Giống rất là đơn giản luôn nha cả nhà. Ok luôn ha. Cả nhà mình cùng em kiểm tra cái mối Hèn nè. Đó, cả nhà mình thấy không?
chấm cỡ nào thì nó cũng không có lủng đâu nha cả nhà, rất là ok nha. Đó, cái miếng inox này nó cũng cũ rồi đó, nhưng mà cả nhà mình thấy không, không có lủng một miếng nào cả. Đây em Hường hàng ship bên đây nè. Đó, thì thấy không, chấm cái đâu không có lủng cái đó. Không thể nào lủng được, khi đã xài mít của cô Be thì bao luôn nha cả nhà, thách thức luôn ha. Em Hường không phải là thợ hàng đâu nha. Đó, hàng cực kỳ là đơn giản, trong đây hàng chỉ có một tay thôi cả nhà. Tay dịnh vật liệu, tay hàng này cả nhà thấy không, rất là ok nha, không có lủng nha cả nhà. Đó, cả nhà mình thấy cái đường hàng chưa, rất là đẹp ha, khá ok luôn nha. Mình hàng tới đâu là mối hàng nó ok tới đó. Đó, đó là nhờ một siêu phẩm máy hàng mít của Fome. Mình hàng trên sắt hộp mỏng hay hàng trên bàn ghế inox là thoải mái luôn, không có cần tay nghề nha. Em Hường hàng được thì chắc chắn là cả nhà mình ai cũng hàng được hết trơn á. Cho dù là mấy anh là chưa bao giờ cầm qua một cái cây hàng, hoặc là bác, mấy bác, mấy chú hoặc là anh chị em gì đó mà mình chưa bao giờ hàng, chưa bao giờ cầm cái máy hàng thì vẫn có thể hàng được. Nhiều khi trong nhà có thể phụ giúp ba mẹ hoặc là làm cái gì đó, mình có thể tự tay hàng được nha cả nhà, không phải kêu thợ nha. Cho dù cả nhà mình có kêu thì ít quá thì thường là người ta sẽ không tới làm đó. Rồi, và em Hường cũng sẽ hướng dẫn luôn. Sau khi hàng mít thì muốn chuyển sang hàng que thì mình sẽ làm như thế nào nha cả nhà. Đầu tiên cả nhà mình bóp con cho dây nó dư ra ngoài tầm khoảng 3-4 phân gì đó. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái kìm nè, mình bấm đi ha, mình bấm đi đầu dây cong. Rồi tiếp theo thì cả nhà mình sẽ mở cái nắp này ra nè. Rồi ha, mình sẽ gạt cái cần này xuống, nhấc cái miếng đen kế bên này lên, mình sẽ thâu dây bằng tay. Đó, cả nhà mình thấy chưa, thâu đơn giản lắm. Mình sẽ tháo cái này ra, tháo này ra này cả nhà cho dễ nhìn. Và khi tháo cả nhà mình nhớ tháo giùm em con ốc phía trên nha, có nhiều anh tháo con ốc phía dưới á, mình lắp lại nó hơi cực đó. Rồi mình sẽ thâu dây, thâu và nhìn dây nha cả nhà, đừng lố tay quá nha, lố tay quá là nó sẽ tuôn nha cả nhà. Đó, rồi ha, rồi mình sẽ thâu nè, cái này là vừa rồi vô rồi ha. Rồi vừa vô cái lỗ bên trong luôn á cả nhà. Rồi mình gạt cái cần này xuống, nhấc miếng đen kế bên này lên. Và bây giờ thì cái dây kìm, em sẽ cắm cái sợi dây kìm vào cái cọc còn lại nha cả nhà nha. Thì hàng que thì cả nhà mình gắn cọc nào cũng được, thì một trong hai cọc thì nó sẽ có một cọc mạnh hơn. Nếu như cả nhà mình thấy cọc này nó hơi yếu thì mình chuyển đảo cọc giúp em nha. Rồi và mình sẽ tăng này cả nhà, chuyển sang hàng que nha. Mình sẽ tăng cái nút ampe này đầu tiên rồi lên hết cỡ cho em luôn. Và cái công tắc này nè cả nhà, mình bật xuống cái chế độ hàng que nha cả nhà nha. Đây nè, bật xuống ha, bật xuống MME là hàng que. Cả nhà mình ghi chú giúp em nha. Rồi, và đây là que hàng này cả nhà. Que này là que 2.5 ly nè. Que này là que 3.2 ly nha. Em Hường sẽ hàng trên que 3.2 ly luôn. Tự đem bỏ cái dây xuống này ra đây. Rồi ha, em sẽ hàng trên que 3.2 ly nè. Xem thử là cái chế độ que máy này có khỏe hay không nha cả nhà nha. Đây ha, wow, bắt mắt, rất là ngọt nha cả nhà nha. Đó, cả nhà mình thấy không, bắt mắt rất là ngọt luôn ha. Đó, mình sẽ giảm ampe xuống xíu nữa, nó hơi mạnh đó nha cả nhà. Đó, rất là ok nha cả nhà nha. Cả nhà mình thấy không, em kéo liên tục que 3.2 ly nè, nhưng mà không có ngắt nha cả nhà, không ngắt nha. Đó, rất là ok nha cả nhà. Wow, wow, cả nhà mình thấy không, máy cực kỳ là mạnh luôn ha. Sau khi hàng que mà cả nhà mình nhìn nè, cái miếng sắt này nó ngấu cực kỳ là ok nha. Nói chung là đây đó là cái cách mà cả nhà mình có thể chuyển đổi sang hàng que để mà hàng ha. Rồi, và bây giờ em Hường sẽ báo giá luôn. Mẫu này hiện tại đang sale cực kỳ là rẻ luôn nha cả nhà nha. Cho nên khách hàng đặt quá tải luôn, đặt rất là nhiều. Mẫu này được sự tin dùng của cả nhà mình rất là nhiều luôn. Thì một bộ thì giá lúc trước là hơn 3 triệu cả nhà, 3 triệu mấy á. Hiện tại đang sale chỉ còn 2.900.000. 2.900.000 một bộ 13 món là em Hường giao tới nơi. Cả nhà mình vui cho máy ra, mình được kiểm tra nè,
test thử máy thoải mái nè, ok thì mới trả tiền cho em Hường nha, không cần cọc nha cả nhà. Nói chung là vấn đề uy tín, bán hàng bằng cả cái tâm là quan trọng nhất nha cả nhà, và dịch vụ sau bán hàng em sẽ hỗ trợ tối đa cho cả nhà mình luôn nha. Rồi, bảo hành 2 năm và em miễn phí ship giao hàng toàn quốc, cả nhà mình có thể là gọi cho em cái số điện thoại trên màn hình nha cả nhà, có 3 cái số điện thoại đó, cả nhà mình có thể gọi trực tiếp cho em. Em sẽ tư vấn ngay nha cả nhà. Hoặc là em cũng sẽ có những mẫu nhỏ hơn, hoặc là mấy hàng que này kia rất là nhiều, chỉ từ 1 triệu 150 ngàn nè, rồi 1 triệu 350, dòng nào cũng có hết. Cứ gọi cho em sẽ tư vấn những bộ cho nó ok nha cả nhà nha. Em chân thành cảm ơn cả nhà đã dành chút thời gian theo dõi hết cái video của em, và em xin chúc cả nhà có một buổi tối thật là nhiều niềm vui nha. Đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ cho em Hường có động lực nha cả nhà. Em cảm ơn ạ. Em xin chào.